gì đây? À, tôi bằng cổ. Cho vô thằng con tôi. Trời ơi, bình hồ. Nhìn lại thấy vô dịch. Ấy mày trời. À, mày gói cầu thang là bắt nào để sống sót. Dẫn tóc nó sẽ càng càng cao. Mọi người thấy không? Bình hồ con, xuống đi. Bình hồ sống kìa. Đào rồi. Không, bây giờ mình quăng bình hồ xuống trước, nó không bình hồ sẽ đi theo bình hồ sẽ chết. Xuống đi bình hồ. Chết cha. Người cho con nít chơi hả? Thằng nhóc con. À, sống sót. Cái gì phóng mẹ. Một cây vô đầu chết kìa. Cái bẻo gì đây? Cái bẻo gì đây? Quá thôi á. Đó. Phải vậy chứ. Sẽ quăng bình hồ đi trước. Bình hồ con thằng đạn đi. Bỏ bình hồ đỡ khá khá đạn cho mình đó. Mày nó vừa thảo quá. Nó làm mình hồ á, làm cái xác nó làm mất cái đào của tôi. Chết cục báo. Chết rồi cục báo rồi, nhìn kìa. Đâu? Mọi người thấy làm tôi bị dốc không? Trời bừa. À, chết mẹ, cái màn này còn khó hơn cái màn trước nữa. Chúng ta lại có vừa dùng bình hồ thôi. Bình hồ, cứu bố nào. À, chết. À, bình hồ. Ê, bỏ tao rồi. Bình hồ xuống ăn đạn giùm đi. Là trời. Ê, bình hồ nằm chết ăn giả luôn kìa. Oh no. Ê, ê, bình hồ đi trước mà. Không, không, màn này tôi nghĩ là qua được. Ừ, để bình hồ đi trước. Đó, đỡ được bao biết bao nhiêu lao luôn không? Đó. Quá được mà. Quá được mà. Đó, quăng bình hồ đi trước. Đi trước được. Ê, bình hồ đâu? Con ơi. Quá bậc. Chết đi. Ừ. Đó. Còn mấy cái cuối mình tôi luôn. Cái này nhiều quá vậy. Cái này mang 20-30 cây luôn á. À, à, bây giờ mình sẽ quá mình hồ đậu. Thôi mình đợi một chút. Mình bay vội quá. Ừ, đó thấy không mọi người thấy không? Bình tự rồi. Ý, đường đã thoáng, chạy thôi. À, trời ơi, mất hết đà rồi. Dạ, mình đi sao mình lại dướng cái cây lao này. Không có nhanh được. Chết nhà rồi, mất đà rồi, mất đà xong. Ở tính ra bình hồ lo hết mấy cái cây luôn rồi đó. Ủa hay vậy? Một cây. Thôi, ta chơi đàng hoàng nhé. Không hy sinh đứa con gì hết. Ô. Ta chơi đàng hoàng nhé. Ở từ phía sau mình còn tôi thấy còn cái đà còn dài lắm. Đây đây đây. À. Mình lùi về đi. Rồi. Thế giới giang tay đón mừng, còn bố con ta đi cùng, khắp nơi đều là đây, nhà. Đây, đẹp cả lại. Bố hai
Hạ cái màn, như cái màn giống màn hồi nãy á, quăng bản thân mình đi. Mặt quá, chọc mặt quá. Bay cao nào, chạy cao nào. Rồi ta bay mất tiêu. Tôi bay đâu vậy? Bên thằng cái này là impossible rồi. Mình co lại, mình giảm lực cản không khí hơn. Hạng 6 rồi á. Không, phải hạng nhất mới chơi được. Hạng sáu không chơi. Lại. Không, hạng 6 ta. Để có hạng 1 mà. Đó. Vậy chứ. Thì đúng vui trò chơi, màn nào cũng chơi được. Arrow quên thử. Arrow thì còn chơi được. Cái lùm mía Arrow thì bắn chỉ mất máu thôi mọi người ơi, chứ không có một sọt như là cái giáo. Rồi.